Trong giới showbiz, anh Đức có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Phương Lan Phan Đạt. Vì vậy, khi đàn trai báo tin hỉ, ít nhiều netizen sẽ tò mò thiệp hồng liệu mỏng hay dày. Phía Phương Lan cho hay, không để đàn anh chịu thiệt mà nó lạ lắm. Vợ chồng Phương Lan Phan Đạt tiết lộ góp mặt trong đám cưới diễn viên anh Đức tới đây. Khi hỏi về tiền mừng cưới anh Đức, vợ chồng nữ diễn viên khẳng định sẽ đi hơn chứ không bằng. Phan Đạt chia sẻ, không biết có lời hay không, mọi người thi nhau cưới, tiền mình cầm chưa nóng tay. Giờ mình phải đi hơn anh Đức vì lúc đó anh đi một mình. Lúc đó anh Đức chưa công khai bạn gái nhưng mình là em út sẽ chơi đẹp, sẽ đi hơn chứ không bằng. Ông xã Phương Lan hài hước nói tiếp, anh Đức đi 3 triệu thì mình sẽ đi 3.100.000. Kinh tế khó khăn em ơi, miễn là hơn là được rồi. Hồi đầu tháng 4, diễn viên anh Đức thu hút sự chú ý khi khoe bức ảnh cầu hôn anh Phạm kèm dòng chia sẻ. 4 tháng 4, không cần săn sale, sập sàn, chốt đơn. Thời điểm đó, nam diễn viên xác nhận với phóng viên bạn gái đã đồng ý nhận lời cầu hôn và anh vô cùng hạnh phúc trong khoảnh khắc trao nhẫn. Trước đó, anh Đức và anh Phạm nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò khi để lộ những khoảnh khắc thân thiết, thường xuất hiện cùng nhau trong nhóm bạn thân của Trấn Thành. Trước khi về chung nhà, anh Đức và Quỳnh Anh có khoảng 1 năm để hẹn hò tìm hiểu, sau đó mới quyết định làm đám cưới. Trong thời gian này, cặp đôi lựa chọn tạm thời giữ kín mối quan hệ tình cảm với giới truyền thông. Cho đến đầu tháng 4 năm nay, nam diễn viên mới công khai chuyện yêu đương. Trước thêm hôn lễ, anh Đức và vợ sắp cưới đang tất bật chuẩn bị mọi thứ. Thiệp cưới đang được dần gửi tới khách mời. Diễn viên anh Đức cho biết, lúc này tôi rất nôn nóng và hồi hộp vì đây là ngày trọng đại nhất của cuộc đời mà. Mọi thứ đang được chuẩn bị gần xong rồi. Giờ chúng tôi đang gấp rút mọi thứ để hôn lễ được diễn ra chu đáo nhất. Thiệp cưới đang trong thời gian hoàn tất để gửi tới khách mời sớm nhất. Tôi và bà xã tổ chức đám cưới ấm cúng đơn giản với khách mời là người thân thiết. Anh Đức và vợ kém 12 tuổi đưa ra 3 quy định cho khách mời trong đám cưới. Bên trong thiệp cưới, vợ chồng nam diễn viên khuyến khích khách mời diện trang phục theo màu dress code, đi đúng số lượng đăng ký và đặc biệt là không livestream trong quá trình diễn ra hôn lễ. Tuy nhiên trước đó thông qua trang cá nhân, anh Đức và bạn gái thông báo hoãn tiệc cưới ngày 26 tháng 7 vì trùng vào ngày quốc tang. Hành động tinh tế này của nam diễn viên cũng nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Khi đưa ra quyết định hoãn lễ cưới, bộ đôi mong nhận được sự thông cảm và cho biết sẽ sớm cập nhật thông tin đến mọi người. Anh nói thêm hiện tại đang trao đổi với phía nhà hàng để thống nhất thời điểm tổ chức tiệc phù hợp hơn. Ngoài anh Đức, nhiều sao Việt cũng hoãn các dự án cá nhân trong giai đoạn này. Trước đó, Lưu Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Trần, Trương Quân quyết định dời đêm nhạc riêng sang một thời điểm phù hợp hơn. Sáng 20 tháng 7, ca sĩ Trương Quân Idol cũng vừa thông báo việc hoãn live concert 1689 sang ngày 27 tháng 7. Anh chia sẻ, rất mong tất cả quý vị khán giả thông cảm cho sự thay đổi này, đồng thời chúng tôi bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đến sự mất mát to lớn của dân tộc. Anh Đức sinh năm 1987, là diễn viên hài MC nổi tiếng khu vực phía Nam. Anh tham gia nhiều chương trình truyền hình, đóng phim truyền hình, điện ảnh. Gần nhất là Mai do Trấn Thành đạo diễn. Anh Đức có nhiều tin đồn tình ái trong showbiz, từng công khai mối tình với người ngoài ngành năm 2021, nhưng sớm đường ai nấy đi sau 10 tháng gắn bó. Quỳnh Anh kém anh Đức 12 tuổi, cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, được nhận xét có gương mặt xinh xắn, nữ tính. Cô từng đóng chuyện Ma gần nhà, Bình minh đỏ, Hoa hậu giang hồ và gần nhất là Mai.